Hello cả nhà, hôm nay gà Excel hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng ba hàm thông dụng nhất trong Excel là hàm if, sum if và count if. Đầu tiên là hàm if, các bạn chú ý là hàm if được dùng khi mà giá trị của một cell phụ thuộc vào một cell khác. Tức là ví dụ như mình cần xét điểm trung bình của một bạn, nếu mà ví dụ mà lớn hơn 5 thì là đạt, còn nhỏ 5 thì là không đạt. Thì đấy là điều kiện để mình sử dụng hàm if. Còn cú pháp của hàm if thì hàm if thì có 3 thành phần. Đầu tiên là biểu thức so sánh này, giá trị trả về nếu đúng và giá trị trả về nếu sai. Tức là ví dụ mình so sánh điểm trung bình của một bạn với 5, nếu mà lớn hơn hoặc bằng thì là đạt, còn nhỏ hơn hoặc bằng thì là trượt. Tiếp theo là hàm sum if. Hàm sum if ấy thì là hàm tính tổng mà thỏa mãn có một điều kiện thôi. Thì cú pháp hàm sum if có 3 thành phần. Đầu tiên là vùng dữ liệu, thành phần thứ hai là điều kiện và thành phần thứ ba là vùng dữ liệu tính tổng. Cái vùng dữ liệu tính tổng này là tùy chọn thôi, nếu mà các bạn bỏ trống ấy thì nó sẽ lấy luôn là cái vùng dữ liệu làm vùng tính tổng luôn. Hàm thứ ba là hàm count if. Hàm count if thì có hai thành phần để khi mà mình cần đếm với một điều kiện thôi, còn với nhiều điều kiện ấy thì lúc đấy các bạn lại phải dùng hàm count if s. Hầu như đề bài yêu cầu mình đếm một điều kiện thôi thì mình có thể dùng hàm count if. Cú pháp của hàm count if ấy thì có hai thành phần, vùng dữ liệu và điều kiện. Thì ok, mình cùng bắt đầu đi vào ví dụ. Đây là mình có một bảng dữ liệu các học sinh với hai môn là môn toán và tiếng Anh. Thì ở đây là điểm trung bình. Điểm trung bình thì các bạn có thể dùng hàm average để các bạn tính được điểm trung bình ở đây. Thì đề bài đầu tiên mình cần làm là xét học sinh đạt lên lớp. Điểm trung bình mà lớn hoặc bằng 5 thì là lên lớp. Tức là nếu nhỏ hơn 5 thì là không lên lớp. Thì các bạn có thể làm ở đây là xét lên lớp. Thì các bạn phải dùng hàm if rồi ạ. Bằng if. Thì các bạn chú ý nhé, hàm if thì có 3 thành phần. Đầu tiên là biểu thức so sánh, thì mình cần xem là cái ô điểm trung bình có lớn hơn hoặc bằng 5 hay không. Đầu tiên là biểu thức so sánh, thì mình cần phải xem xét là điểm trung bình có lớn hơn hoặc bằng 5 hay không. Đầu tiên các bạn tích vào điểm trung bình ở đây, lớn hơn hoặc bằng 5 phẩy. Như vậy mình đã xong cái phần đầu tiên là phần biểu thức logic. Mình xét là cái điểm trung bình so với 5 xem nó có lớn hơn hoặc bằng hay không. Phải thành phần thứ hai là giá trị trả về nếu đúng, tức là nếu như đúng là điểm trung bình lớn bằng 5 thì các bạn muốn in ra là bạn này là lên lớp, lên lớp. Phải thành phần thứ ba của hàm if là giá trị trả về nếu sai, tức là nếu như điểm trung bình mà không lớn hơn bằng 5, tức là nhỏ hơn 5 thì các bạn phải trả về là gì ạ, là trượt đi. Các bạn đóng ngoặc lại, các bạn enter thì ok, bạn này là 7 là lên lớp. Ví dụ điểm tiếng Anh bạn này là 1 đi, thì lúc đấy bạn trung bình là chỉ được 4 điểm thôi. Thì là bạn này 4 điểm là nhỏ hơn 5. Thì nó sẽ trả về là cái trường hợp thứ ba là cái giá trị trả về nếu sai. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp ở đây ví dụ là 8, thì điểm trung bình là 7,5, thì bạn này là lên lớp. Ok, để áp dụng công thức này cho các bạn tiếp theo ấy, thì các bạn tích vào cái ô đầu tiên mình làm. Sau các bạn góc phải ở dưới đây, khi mà nó hiện dấu cộng nhỏ ở đây, thì bạn tích đúp. Đấy, như vậy chỉ có bạn này trượt thôi, bạn Phạm Tuấn này, còn tất cả các bạn ở đây là lên lớp hết. Ok, sang câu thứ hai, cũng cách sử dụng hàm if là mình sẽ dùng hàm if lồng nhau đây. Xếp loại, nếu như điểm trung bình mà lớn hơn bằng 8 thì là giỏi, lớn hơn hoặc bằng 7 thì là khá, thì còn lại là trung bình hoặc là yếu. Thì ở đây mình ghi là xếp loại. Các bạn chú ý nhá, ở đây thì nó có 3 điều kiện là xem xét lớn hơn 7 hay không và còn lại. Ở đây mình chỉ cần dùng hai hàm if lồng nhau thôi. Số hàm if ý, thì bằng số điều kiện trừ đi 1, 1 này, 8 này, 7 này và còn lại là 3 điều kiện. Thì số hàm if thì mình sẽ là hai hàm if lồng nhau. Các bạn bằng if đầu tiên ý, thì các bạn chú ý nhé. Các bạn xét điểm trung bình xem nó có lớn hơn hoặc bằng 8 hay không. Đấy thì phải. Nhưng giá trị trả về nếu như mà điểm trung bình lớn hơn 8 ý, thì sẽ ghi là giỏi. Các bạn giỏi. Phải. Nếu như mà lớn hơn bằng 7 thì là khá, thì các bạn nó lại có hạn vì nó còn hai điều kiện nữa, thì các bạn phải dùng tiếp một hàm if nữa. If. Đấy, tiếp theo mình vẫn xét điểm trung bình. Để xảy ra cái hàm if này thì hiển nhiên là cái điều kiện là nó phải nhỏ hơn 8 rồi. Đấy, các bạn không cần phải n là nhỏ hơn 8 nữa. Bởi vì nếu lớn bằng 8 thì nó đã trả về kết quả giỏi rồi. Thì để xảy ra cái hàm if này thì điểm trung bình này chắc chắn phải nhỏ hơn 8 rồi. Thì các bạn chỉ cần xét là lớn hơn hoặc bằng 7 thôi. Phải. Thì nếu như điểm trung bình lớn hơn 7 thì nó sẽ trả về là xếp loại của bạn này là bạn đạt là khá đây.
bạn phẩy khá, nó ngoặc kép lại phẩy. Như vậy còn lại thì là trung bình hoặc yếu, thì các bạn không cần phải hàm if nữa, thì bạn trả về cái điều kiện còn lại, tức là nhón 7 ở đây luôn, thì là trung bình hoặc là yếu. Còn đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc lại của hàm if thứ hai, đóng ngoặc của hàm if thứ nhất, thì ok bạn này là xếp lại khá đây, vì điểm trung bình của bạn đấy là 7,5. Thế ví dụ điểm toán bạn này được 10 đi, đấy thì điểm trung bình là 9 thì bạn này sẽ là giỏi. Thì điểm toán là 8 đi thì bạn ấy vẫn là giỏi ạ, trung bình là 8 mà. Ok, nếu mà 7 đi thì bạn này 7,5, còn nếu mà 1 thì trung bình 4,5 thì bạn này là trung bình hoặc là yếu. Ok, mình trả về bạn này là 7. Thì để xếp loại cho các bạn còn lại thì các bạn cũng tích lũy thôi ạ. Ok, chỉ có mấy bạn giỏi ạ, chỉ có mỗi bạn này giỏi thôi. Ok, mình cho bạn này 9 điểm đi. Đấy thì như vậy là sẽ có hai bạn xếp loại giỏi. Tiếp theo mình luyện tập với hàm sum if. Thì hàm sum if ấy, để khi mình tính tổng với một điều kiện thì mình dùng thôi. Thì ở đây ví dụ đề bài yêu cầu là tính tổng điểm. Đây là tổng điểm trung bình đấy. Tính tổng điểm trung bình của các bạn nam, tính tổng điểm trung bình của các bạn nữ. Các bạn bằng sum if. Thì thành phần đầu tiên của hàm sum if ấy, chính là vùng dữ liệu. Vùng dữ liệu ở đây mình cần xét là vùng dữ liệu về giới tính ấy, bởi vì mình cần so sánh với nữ mà. Phải. Thứ hai là điều kiện. Điều kiện ở đây là nữ. Các bạn chú ý nhé, khi mà text ấy, hay là string ấy, thì các bạn phải nằm trong dấu ngoặc kép ạ. Đây ví dụ nữ đây, thì các bạn phải đóng vào ngoặc kép cho nó. Phải. Thành phần thứ ba của hàm sum if ấy, chính là vùng dữ liệu tính tổng. Thì các bạn muốn đem cái phần điểm trung bình ở đây, đóng ngoặc lại, enter. Đấy, như vậy là tổng điểm trung bình các bạn nữ là 24 điểm. Mình kiểm tra nhé. Các bạn điểm trung bình bạn nữ này, Lê Hồng là 1 này, các bạn giữ control này, Cao Mích là 2 này, và bạn Mai Chi là 3. Đây các bạn giữ control này, Mai Chi này, Cao Mích này, Lê Hồng. Các bạn nhìn xuống dưới ở đây ạ, tổng là 24 đây. Thì ok. Thì tương tự các bạn nam thì các bạn cũng làm thế ạ, bằng sum if. Ví dụ đây là giới tính này, phẩy này, mở ngoặc này, nam, phẩy, điều kiện là gì ạ? À, cái vùng dữ liệu tính tổng ở đây vẫn là điểm trung bình ở đây. Đấy, nam thì là 33 điểm, nữ thì 24. Ví dụ mình cần thay đổi điều kiện là tính điểm trung bình của các bạn mà lớn hơn, hoặc là ví dụ mình tính điểm trung bình của các bạn mà xếp loại khá đi, thì bạn làm như nào? Ví dụ đây là điểm trung bình các bạn loại khá, các bạn bằng sum if. Thì đầu tiên mình phải bôi đen cái cột xếp loại ạ, bởi vì mình cần xét là loại khá mà. Phẩy, điều kiện là gì ạ? Khá. Phẩy, thứ ba là vùng tính tổng, thì ở đây mình cần tính tổng điểm trung bình. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại. Như vậy là tổng điểm trung bình của các bạn khá là 28,5. Mình kiểm tra nhé. Các bạn này khá này, thì điểm trung bình là 7 này. Bạn này khá tiếp theo 7,5 này. Bạn này 7, 7. Đấy, như vậy là 28,5. Ok. Đấy, chính là cách để mình sử dụng hàm sum if. Các bạn chú ý nhé, hàm sum if là chỉ tính tổng một điều kiện thôi. Thì ở đây, tiện đây thì mình hướng dẫn các bạn là sum if best luôn. Thì nếu các bạn muốn tính tổng nhiều điều kiện, ví dụ là nam và đặt loại khá đi, thì ở đây là khá rồi, thì các bạn sẽ bằng gì ạ? Bằng sum if s này. Ở đây là điểm trung bình của các bạn nam và đạt loại khá. Thì đây là hàm sum if mà hai điều kiện rồi, thì các bạn phải dùng hàm sum if s ạ. Thì các bạn chú ý nhé, hàm sum if s ấy thì nó hơi khác với hàm sum if, là cái phần từ đầu tiên của nó lại là vùng dữ liệu tính tổng cơ. Thì các bạn bôi đen điểm trung bình. Phải. Thành phần thứ hai ấy, là cái vùng dữ liệu một, tức là vùng dữ liệu thứ nhất ấy, thì các bạn bôi đen cái phần giới tính cho mình, tức là mình xét là bạn nam trước. Phải. Điều kiện một là bạn nam. Phải. Tiếp theo là đến vùng dữ liệu thứ hai, chính là cái xếp loại ở đây ạ. Các bạn bôi đen cái phần xếp loại này. Phải. Điều kiện của vùng dữ liệu thứ hai chính là loại khá.
Đấy, các bạn enter. Như vậy là tổng điểm và trung bình của các bạn nam mà đạt loại khá thì 14. Thì còn lại bạn nữ ở đây thì là 19. Đấy, ok. Sang hàm tiếp theo là hàm cao íp. Thì ở đây ví dụ đề bài yêu cầu là mình đếm xem là bao nhiêu bạn đạt loại giỏi. Thì hàm cao íp ý, thì nó cũng tương tự như hàm sum íp thôi, nhưng mà nó cũng thiếu cái trường vùng dữ liệu tính tổng bởi vì nó cao mà. Thì để đếm được là bao nhiêu bạn loại giỏi ý, thì các bạn dùng hàm cao íp cho mình bằng cao íp tab này. Thành phần đầu tiên của hàm cao íp là vùng dữ liệu. Thì ở đây mình cần đếm là bao nhiêu bạn loại giỏi, các bạn bôi đen cái phần giỏi ở đây. Phẩy, điều kiện là gì ạ? Giỏi. Đóng ngoặc kép lại. Đóng ngoặc. Đấy, như vậy là chỉ có hai bạn đạt loại giỏi thôi. Thì ví dụ bạn này đi, mình cho điểm tiếng Anh là 9 điểm đi. Thì bạn lên loại giỏi rồi. Và lúc này bạn giỏi ở đây là thay lên là 3 điểm. Là 3 bạn. Bây giờ ví dụ đề bài yêu cầu là đếm xem bao nhiêu bạn mà đạo đức kém. Thì tương tự thôi. Tương tự như loại giỏi thì lúc đấy các bạn thay cột xếp loại bằng cột đạo đức. Các bạn bằng cao ít. Tab ở đây. Các bạn bôi đen cái phần đạo đức ở đây. Phẩy. Ở đây mình ghi là gì ạ? Kém. Như vậy có hai bạn đạo đức kém là bạn gì đấy, Lê Hồng và bạn Lý Tuấn, là có hai bạn này đạo đức kém. Nhưng mà giả sử đề yêu cầu là bao nhiêu bạn mà ví dụ đạt loại giỏi mà lại đạo đức là tốt, ví dụ là bao nhiêu bạn loại giỏi này và ở đây là đạo đức tốt. Như vậy ở đây là đếm thỏa mãn hai điều kiện rồi thì các bạn không thể dùng hàm cao íp được. Trong trường hợp này thì các bạn phải dùng hàm cao íp s, thì mình hướng dẫn các bạn luôn nha. Các bạn bằng gì ạ? Cao íp s. Các bạn chú ý cái hàm cao íp s ấy, về cú pháp thì nó giống hệt như hàm cao íp thôi, nhưng mà nó sẽ mở rộng ra các cái vùng điều kiện thứ hai và điều kiện thứ hai, vùng điều kiện thứ ba và điều kiện thứ ba. Cứ như vậy ạ, các bạn có thể tùy bao nhiêu điều kiện thì thích ạ. Các bạn thứ nhất ấy là vùng điều kiện thứ nhất là các bạn bôi đen gì ạ, ví dụ các bạn ở đây là đạt loại giỏi thì các bạn phải bôi đen phần xếp loại, phải điều kiện là giỏi, đóng ngoặc lại, phải. Cái vùng điều kiện thứ hai ấy là lại đạo đức là tốt thì các bạn bôi đen cái phần đạo đức ở đây, phải, các bạn mở ngoặc ra, tốt, đóng ngoặc lại. Như vậy là có ba bạn vừa giỏi và gì ạ, đạt hạnh kiểm tốt. Các bạn thấy không, giỏi 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 đều tốt hết. Nhưng ví dụ bạn ở đây là khá đi đấy, như vậy ở đây chỉ còn lại là hai thôi. Số bạn đạt loại giỏi thì là ba nhưng mà lại vừa đạt giỏi và đạo đức tốt thì chỉ có hai thôi. Đấy là cách sử dụng hàm cao íp s ạ. Các bạn có thể mở rộng ra, ví dụ đạo đức tốt nhưng mà lại phải là nam nữa cơ, thì là ba điều kiện. Thì ở đây các bạn lại thêm một điều kiện tiếp theo, ví dụ phải là điều kiện lại phải là giới tính là nam cơ, thì các bạn bôi đen ở đây, phải điều kiện là gì ạ, là nam. Mình xem có ai không nhá. Như vậy là có một bạn là vừa là nam này, xếp loại giỏi và đạo đức là tốt, chính là bạn Nguyễn Bảo đây này. Đấy, các bạn có thể thêm bao nhiêu điều kiện tùy thích ạ. Các bạn chú ý nhá, riêng cái hàm sum if s và hàm cao if s ấy thì nó có thể sử dụng với một điều kiện cũng được ạ. Thì tức là nó bao gồm cả hàm sum if và cao if rồi. Thì ở đây ví dụ mình làm hàm sum if s trong trường hợp với một điều kiện ở đây cho các bạn nhé. Thì các bạn chú ý là hàm sum if s và hàm sum if ý, cú pháp là nó hơi khác nhau đấy. Ví dụ ở đây mình bằng sum if s ở đây đi. Thì riêng cái sum if s ấy, cái trường đầu tiên lại phải là trường tính tổng cơ, thì các bạn lại bôi đen tổng điểm trung bình ở đây. Phải, đây khoảng điều kiện ở đây là gì ạ, các bạn nữ thì bôi giới tính này, phải nữ. Đấy, các bạn thấy không, ở đây là hàm sum if s và đây là hàm sum if, đều trả về cùng một kết quả là 24. Nhưng cái hàm sum if ý thì cái trường điều kiện là từ G2 G9 ý, nó lại nằm ở cái thành phần cuối cùng cơ, còn ở đây G2 G9 ý lại phải là lên đầu tiên. Cho nên cái hàm sum if với sum if s là các bạn chú ý cho mình nhé. Mình khuyên các bạn là lên dùng hàm sum if s luôn, thì nó sẽ bao gồm luôn cả sum if, thì các bạn đứa lẫn. Còn riêng về hàm cao if ý, thì các bạn dùng thoải mái đi, bởi vì cái điều kiện nó chỉ mở ra phía sau thôi, thêm bao nhiêu điều kiện thì các bạn thêm vào đấy. Ok, như vậy mình đã kết thúc bài giảng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và comment để ủng hộ gái Excel.